Cái này đường kính nó 27 mình cắt tới đây á, còn nếu mà lấy cho nó ra hết cỡ 3 mét.
Nhưng trước đấy chú bảo tôi vừa thắm vừa tắm mưa thắm nó xòa chú gì mình tìm mưa xả mưa đấy chú bảo đắt lắm 15 ngàn hả? Cái này là hát lơ à 700 ngàn hát lơ là một tính 70 ngàn này thì hát lơ chứ không phải cô lơ hát 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 mình vào đây là không buồn nào nữa. Cái ghế này là của hãng BMW á. Phong thủy luôn á. Ông Ly á, cái tập đoàn Casa Hồng Kông nó thiết kế khách sạn cái em thiết kế mấy công trình cho em hết. Đấy, công ty đồ này nọ là ông kêu thôi để ông làm cho cái biệt thự đó. Đấy, đúng rồi. Đó kìa. Chi tiết luôn. Đông thì đây đi ở rồi. Chứ không ở hai chồng buồn lắm anh ơi. Đấy. Chị đây với cả đứa lớn đấy. Cùng đấy. Tôi đang còn bé. Đấy, tôi đang còn khổ đấy. Còn nó ở đấy là phòng của con gái đây. Mua cái vườn luôn.
nhưng mà chắc là những cái này là vẽ